là Như Quỳnh, hoan hỉ đón chào quý anh chị đang theo dõi phong thủy may mắn trực thuộc công ty kiến trúc phong thủy Lộc Tài. Trong nhân tướng học, bàn tay đóng vai trò rất quan trọng bởi toàn bộ cơ nghiệp đều được hai bàn tay gây dựng nên. Mỗi bàn tay của con người đều sở hữu những đặc điểm riêng và quyết định số phận của mỗi người. Đặc biệt nếu bàn tay người đàn ông có tướng tay này thì cực giàu sang và thành đạt. Người phụ nữ nào cưới được là sung sướng cả đời. Dáng tay vuông, ngón tay hình trụ hơi ngắn. Nếu chồng bạn có dáng tay vuông, ngón tay hình trụ hơi ngắn thì hẳn bạn có phước lắm đấy ạ. Anh ấy là một người chăm chỉ, ưa sạch sẽ, luôn cố gắng để cuộc sống của vợ con được cải thiện. Đây là mẫu người đàn ông ít nói, điềm đạm, đứng đắn số 1 nên bạn có thể hoàn toàn tin tưởng về lòng trung thủy của chàng. Trong hôn nhân, người đàn ông này luôn thể hiện sự giản dị, chững chạc, làm chỗ dựa cho vợ con. Ở bên cạnh họ, tốt nhất là nên lùi về phía sau làm nội trợ, không nên quá tham vọng cũng không nên quá cá tính, bởi mẫu đàn ông này chỉ phù hợp với người nhẹ nhàng, khéo léo mà thôi. Bàn tay dài, ngón tay thuôn, cân đối. Đàn ông có bàn tay dài chứng tỏ tính cách nóng vội, bốc đồng, dễ hành động theo cảm xúc. Trong hôn nhân, đàn ông sở hữu dáng tay này khá là thích kiểm soát, hơi trẻ con nhưng yêu vợ hết mực, toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình. Vợ chỉ cần khéo cư xử một chút thì nhà cửa sẽ êm ấm. Có ba đường vân đập gần như là song song với nhau. Nếu như mà các đường vân tay giữ lòng bàn tay xen kẽ lẫn nhau và tạo thành một hình vuông lớn hay là hình tam giác thì được coi là kho bạc và đại diện cho sự giàu có thịnh vượng. Dù là nam hay là nữ, cứ có tướng như vậy, ắt vận tiền tài rất tốt, không tiêu xài hoang phí mà ngược lại còn dễ dàng kiếm được nhiều tiền, dễ đạt được đại phú đại quý. Hình tam giác trong lòng bàn tay được tạo bởi ba đường sinh mệnh, trí tuệ và tình duyên đối với nam giới sẽ tốt hơn là ở nữ giới. Nam mệnh có chỉ tay hình tam giác thường gặp được nhiều may mắn, không có trở ngại trong sự nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển. Chỉ tay hình tam giác tạo thành bởi đường sinh mệnh, trí tuệ và đường định mệnh thường là người có cá tính mạnh mẽ, thông minh, nhạy bén, nên chuyện có được sự nghiệp trước 40 tuổi là điều dễ hiểu. Đối với nam giới có hình tam giác trong lòng bàn tay như thế này thì thường không được may mắn trong tình yêu. Xem chỉ tay có hình tam giác tạo bởi đường trí tuệ, định mệnh và đường tình duyên hay là trực giác ở mép bàn tay thì thực sự may mắn cả về tình lẫn tiền. Nhờ sự nỗ lực cố gắng của chính bản thân mà có được cả danh vọng lẫn tiền tài. Đối với nam giới, nếu có hình tam giác trong lòng bàn tay thường trở nên giàu có, tăng tiến trong sự nghiệp bằng con đường hôn nhân. Tuy nhiên, nếu những đường chỉ tay hình tam giác này mà mờ nhạt lại là người an phận của một người vợ đảm đang. Đàn ông vốn dĩ thường có bàn tay gân guốc, rắn giỏi. Thế nhưng nếu ông xã của bạn có bàn tay thô cứng, hơi giáp thì chứng tỏ họ là người ương bướng lì lợm. Họ có cái tôi rất lớn, lòng tự ái cao, đôi khi làm mất lòng người khác, khó thành công chỉ vì tính cách này. Đây là mẫu đàn ông khi yêu thì vô cùng cuồng nhiệt, nhưng lúc vũ phu thì không ai bằng. Họ cần có người vợ điềm đạm biết lắng nghe ở bên cạnh để kìm hãm nóng nảy. Ưu điểm của đàn ông có dáng tay này là khả năng kiếm tiền tốt, họ đủ mạnh mẽ để bảo vệ vợ con, hoàn thành trọng trách trụ cột gia đình rất tốt. Ở phần tiếp theo của chương trình hôm nay, phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt ra 5 trong số 12 con giáp. Khi có những đặc điểm trên, sẽ càng có may mắn vào năm 2020, có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công, đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, còn tình duyên thì viên mãn. Mệnh chủ tuổi Thân. Tam hợp quý nhân có nhiều sự giúp đỡ cho sự nghiệp hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về mặt sự nghiệp có lợi chính là tam hợp với chi năm. Hơn nữa, Thái Tuế là thương quan của tuổi Thân. Điều này có nghĩa là mệnh chủ tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội hợp tác không tồi. Được Thái Tuế tương trợ nên vận hạn năm 2020 của những mệnh chủ tuổi Thân rất cát lành. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay hãy sử dụng kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020.
vận quý nhân tương đối vượng, mọi việc đều có trợ giúp, không chỉ thân tâm vui sướng, năng lực của bản thân được phát huy, sẽ càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến, vì là năm của sự nghiệp hanh thông, quyền thế, thu nhập đều có đột phá. Hơn nữa, tứ lục văn xương tinh đến là khôn của thân, một vài người làm nghề tự do kinh doanh buôn bán văn nghệ thiết kế đang có chủ tính thực hiện các dự án thiết kế, phát huy, sáng tác sẽ có biểu hiện tốt. Bất lợi chính là bạch hổ chỉ bối địa sát, dễ mang đến cho tuổi Thân một vài khẩu thiệt thị phi, cần hết sức tránh, giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Về mặt tình cảm thì thái tuế thương quan hợp thân, mệnh chủ có vận thế trong năm nay rất vượng về nhân duyên. Tình cảm trong cuộc sống nhiều hơn sự ngạc nhiên và lãng mạn. Các bạn nam nữ tuổi Thân năm nay có nhiều mối quan hệ xã giao cũng rất tốt, ngoài ra có lợi cho việc mang bầu và làm ấm hơn tình cảm trong gia đình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho phu tinh nên với những bạn đơn thân cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia sẽ xuất hiện, không nên nóng vội. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp thái tuế cơ hội rất nhiều, tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh nhưng chỉ cần có lòng tin, kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực của bản thân cho thật tốt, tích lũy trí tuệ kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng với sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho năm 2020, bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân tăng cường tài lộc cho mình. Gia chủ tuổi Sửu. Tiến sang năm 2020, vận trình của người tuổi Sửu nếu có những đặc điểm trên sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan thái tuế tí thủy tọa tại thứ tài cát tinh, thương quan sinh thứ tài mà thái tuế tí và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Vì con giáp tí và Sửu tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển, vì vậy năm Canh Tí 2020, mệnh chủ nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai sẽ rất cát lành. Về mặt công việc, sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Bản An, Thiên Xá và Thiên Y cùng xuất hiện có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của mệnh chủ. Đây là một năm có nhiều cảm xúc trong công việc và có thể nhận được sự ưu ái giúp đỡ của quý nhân. Tử vi năm 2020 của tuổi Sửu cho thấy con giáp này nếu làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉn chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng rõ, qua mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, ngoại tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi, hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình, tốt nhất là nói ít làm nhiều, chớ nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc diệm. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, trọn đời luôn được may mắn bình an. Trong năm phẩm tam tai, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành. Bản mệnh có thể làm việc do sự thiếu quyết đoán, không đủ tự tin, dẫn đến thất bại khó tránh. Nên chủ động tích cực hơn trong công việc, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm chuyện học hành thi cử của những chú trâu vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ thuộc công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng, chịu khó tham gia các kỳ thi, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Tuy nhiên năm thủy khí quá vượng do chịu ảnh hưởng của thái tuế tí thủy, con giáp này dễ cảm thấy áp lực và nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe, nên tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi giải trí để tạo ra niềm vui cảm hứng cho mình, có thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe. Hàng ngày nên dành thời gian tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng, cũng đừng quên tâm sự chia sẻ với người thân và gia đình, vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Đối với gia chủ tuổi Thìn, tam hợp thái tuế quý nhân vượng, những mệnh chủ tuổi Thìn nếu có những đặc điểm trên rơi vào năm Canh Tí 2020 sẽ được tương hợp với thái tuế quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói vận thế không tệ.
Những mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, sáng tác nghệ thuật. Năm nay, hãy sử dụng kim bài thái tuế để nên đón thái tuế chiêu mời cát tinh, hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Về tài vận, lưu niên thiên can canh kim sinh vượng, địa chi tí thủy là chính tài, tài tinh lại hợp thân, cho nên với những mệnh chủ tuổi Thìn trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập đồng lương của người công chức, cho nên trong năm nay vận tài lộc tương đối hanh thông, mệnh chủ nhận được tài lộc từ công việc chính của mình, những công việc vụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Còn về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam nữ mệnh chủ, tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ và yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt, những người độc thân thì nên nắm bắt tốt cơ hội này. Điều cần nhắc nhở là vào năm Canh Tí này bị lưu niên thiên can thân lại gặp hoàng phan tinh, cho nên năm nay dễ bị bệnh mãn tính hoặc là nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng dẫn đến tình trạng sức khỏe không được lý tưởng, phải hao tài tốn của cho bệnh tật. Khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa sát, gặp hung hóa cát, được bình an mạnh khỏe trong năm. Ngoài ra thì hãy luôn mang bên mình mặt bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa cát. Mệnh chủ tuổi Tỵ, năm 2020 tuổi Tỵ phần nào chịu ảnh hưởng của thái tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng cũng khó bể nắm bắt, sự nghiệp cũng không được như ý. Trong năm Canh Tí, tuế can canh thổ lộ xuất chính tài, thái tuế tí thủy gặp chính quan tinh, tí thủy và tị hỏa xung đột mạnh, về phần vận khí sẽ đẩy nhiều khó khăn về phía những chú rắn. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn theo mang bên người một kim bài thái tuế. Thời gian này bản mệnh sẽ có kha khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay là việc làm thêm tăng thu nhập. Tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại, có điều may mắn thường như cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình. Bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội, ngoài mặt không phải chịu áp lực gì nhưng vô hình khi mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Tuổi Tỵ thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên điều này sẽ mang tới nhiều sự bất mãn cho bản mệnh trong năm 2020. Thái tuế năm 2020 cũng mang theo không ít hung tinh gây rùng rát cho tuổi Rắn, chủ yếu gây họa tán tài, hao lộc và mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, lục đục nội bộ. Những người cầm tinh con giáp này cần phải nhớ kỹ, năm Canh Tí chớ nên chủ quan tham gia đầu tư mạo hiểm hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Thái tuế ngự tại chính quan cho thấy sự hiện diện của chính nghĩa, cũng là đại diện của pháp luật. Đi trái với vận mệnh mà làm trái pháp luật thì chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề. Năm Tí Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực, bất cần trong suy nghĩ và hành động do bị hỏa khắc chế, có thể sẽ gây ra áp lực lớn về mặt tinh thần hay là gây ra vết thương ngoài da, tim mạch không được tốt, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh dễ nổi nóng, bốc đồng, chịu thiệt nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giữ cho mình được lạc quan yêu đời, tự tin vào bản thân mình dù có chuyện gì xảy ra. Con giáp này đang nỗ lực hết sức để gây dựng chỗ đứng cho bản thân, nhưng đôi khi lại cảm thấy chán nản, bất mãn khi mà cố gắng của mình không được thừa nhận mà mắc phải sai lầm đáng tiếc. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kết tài nạp phúc, nạp tài, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, bát bảo tâm kinh hoặc minh quang pháp bảo. Tiếp theo là mệnh chủ của tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020 của tuổi Dần, nếu con giáp này mà có những đặc điểm như đã được nêu ở trong phần 1 thì trong năm nay không chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bớt phần suy dẻo, lận đận. Năm Canh Tí Dần thổ lộ xuất thiên quan, thái tuế tí thủy có chính ấn trợ mệnh tương sinh cho tuế can canh kim, giúp bản mệnh gặp thêm may mắn. Để được thái tuế tương trợ và gặp nhiều may mắn hơn, hãy luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được quý thần tương trợ, tăng cường các tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn bình an cho cuộc sống. Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần vào năm 2020 về cơ bản sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình, song các cơ hội này không dễ để nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức.
đồng thời nhận được sự ưu ái, nâng đỡ của cấp trên. Đặc biệt trong năm Canh Tý này, bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay là điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng đãi ngộ tốt hơn. Song cũng cần phải chủ động tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi thái tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ cho cơ hội chứ không cho may mắn. Ngoài ra, thái tuế là Tý Thủy, là chính ấn tinh của tuổi Dần, tượng trưng cho sự giúp đỡ hỗ trợ của trường bối với con giáp này, đồng thời cũng thể hiện sự thuận lợi trong các dự án có tính lưu động lớn như là thủy lợi, thủy sản hay kinh doanh mặt hàng ẩm thực, ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh, nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của thái tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó vẫn dễ mang tới những trận kinh sợ hoặc là tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Mới thoát khỏi hạn thái tuế nên vận trình ban đầu còn nhiều gian nan lận đận, vậy nên người tuổi Dần cần phải sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất luôn mang theo bên mình để tăng cường quý thần tương trợ, hóa giải thị phi, kích hoạt tài lộc cho người tuổi Dần năm 2020. Trong năm đường tình duyên bất thuận, nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm, thiên cẩu hung tình chiếu mệnh, nhà có trẻ nhỏ nên tránh để trẻ chơi một mình, hạn chế tiếp xúc với động vật trong nhà như mèo hay chó để tránh những thương tích không đáng có. Sự nghiệp của tuổi Dần năm nay có thiên ấn chính ấn cùng trợ mệnh, học hành thi cử lấy bằng cấp chuyển việc xin việc thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học tập thêm kiến thức, kinh nghiệm cho mình. Khám phá nhân tướng học về dáng tay đàn ông, lắm tiền nhiều quyền, rất thú vị, đúng không quý vị? Khám phá nhân tướng học về dáng tay đàn ông, lắm tiền nhiều quyền, rất thú vị, đúng không ạ? Với vài điểm ấn tượng trên cơ thể, ta có động lực niềm tin đi tìm sự thành công hạnh phúc, sung sướng sau này. Tuy nhiên, những kiểu nhận định trên đây không áp đặt tất cả, bởi muốn có được cuộc sống vui vẻ, nhàn hạ, sung sướng, đòi hỏi bạn phải bỏ chất xám, công sức và sự cố gắng không ngừng nghỉ mới có thể có được kết quả trong tương lai. Dù thế nào đi chăng nữa thì có làm mới có ăn, có cố gắng thì mới có thành quả. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video sau.